Theo ghi nhận của Tin Nóng Sài Gòn, sáng ngày 2 tháng 7, cơ quan chức năng đã phong tỏa đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Thượng Hiền trên địa bàn quận 3 vì phát hiện 37 ca nhiễm COVID-19 sinh sống trên địa bàn. Tại đầu đường, những khu vực này có khá nhiều shipper, người thân của những hộ dân trong khu vực này đến tiếp tế những nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiều shipper tá hỏa khi giao hàng tại địa điểm phong tỏa, vội vàng gọi người nhận ra tận đường nhận hàng. Được biết, người dân khu vực này sẽ phải nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ thị 16, việc giao nhận hàng phải thông qua cán bộ trực tại các chốt phong tỏa. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát thông báo cấm tất cả xe lưu thông trên đường Vườn Chuối, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Nguyễn Thượng Hiền, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo cơ quan chức năng, có hai lộ trình thay thế cho những tuyến đường này. Đối với hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu, người dân đi đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Vườn Chuối. Tuy nhiên, tuyến đường này chỉ dành riêng cho xe máy. Từ đường Nguyễn Đình Chiểu, người dân theo hướng đường Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ, Vườn Chuối dành cho tất cả xe cộ. Đó, thì là bắt đầu là tối hôm qua là phong tỏa rồi. Dạ. Rồi mình sáng giờ có test được test thì nghe nói là test thì có đâu dính một ca ở đâu khúc dưới gần Nguyễn Chiểu đó. Dạ. Bên đường Vườn Chuối gì đó. Rồi mình bị phong tỏa vậy, cuộc sống của mình có bị ảnh hưởng không chú? Ảnh hưởng chứ. Thì bên đâu vậy thôi? Dạ, mình ảnh hưởng gì à? Mình ở đâu? Không? À, sao em? Không được. Không, để đâu. Thì nói chung cũng khó khăn chứ, tại vì đang buôn bán mà. Bây giờ phong tỏa vậy là nó làm cái công việc của mình nó đình trệ lại. Anh phải qua kiểm tra rồi mới cho mày. Đó, thì bây giờ là mong là sớm là mở cách ly, mở cái phong tỏa ra để người dân người ta lại trở lại cuộc sống bình thường. Cứ bây giờ mà ở trong đây không thì làm ăn được cái gì đâu. Mình có mong muốn gì không anh? Thì mong muốn là cái dịch này nó mau qua đi. Cũng mong là cái phường này cũng đừng ai dính nữa để người ta trở lại cuộc sống bình thường, buôn bán. Bây giờ mình thuê như vậy đó, rồi bây giờ mình buôn bán như vậy rồi như thế nào? Thì bây giờ phải chịu thôi. Thì bây giờ là cách ly bao nhiêu ngày thì mình cũng phải chịu tiền nhà cho người ta thôi. Cho tỷ như là chủ nhà mà hiểu chuyện thì có thể giảm hoặc làm miễn cho mình. Chứ bây giờ có buôn bán được cái gì đâu. Mấy ngày này thì đóng cửa chứ ai mà buôn bán được cái gì trong khu này nữa. Theo Bộ Y tế, tính tới sáng ngày 2 tháng 7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 151 ca mắc nhiễm COVID-19 mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 118 ca, trong đó gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, 147 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có 118 ca, Phú Yên 10 ca, Đồng Nai 5 ca, An Giang 4 ca, Long An 3 ca, Nghệ An 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Phước mỗi tỉnh 1 ca. Trong số 151 ca nhiễm trên, có 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.